Đẹp chưa? Đẹp tóc chưa nè? Không, cái này rất thích hợp để sử dụng làm trang phục quá trang thành quái vật của mình. Đúng rồi đó. Dạ hội quái vật xì chum là một dạ hội vô cùng tuyệt vời. Được mặc những bộ đồ quá trang, được nghe những câu chuyện ma và được ăn kẹo dẻo nướng ngon lắm. Và còn có những trò xì chum nhát ma nữa. Đó là tất cả những tiết mục trong dạ hội quái vật xì chum. Cực kỳ hoàn hảo, nhìn mình ghê quá, ghê hết chỗ chê luôn. Nè các xì trâm yêu dấu, tối nay sẽ diễn ra dạ hội quái vật xì trâm. Và mình thấy tất cả mọi người ai ai cũng mang một tâm trạng vô cùng phấn khích. Để giúp các cậu hiểu rõ ý nghĩa của buổi dạ hội, mình Tiết Cận xin thay mặt mọi người có đôi lời phát biểu cảm tưởng. Cậu nói vắn tắt thôi nha Tiết Cận, tụi mình còn phải thiết kế trang phục nữa. Vậy bỏ qua phần cảm tưởng luôn, có một thông báo rất quan trọng dành cho các cậu. Đó là sẽ có một phần thưởng dành cho xì trâm nào có trang phục quái vật đáng sợ nhất. Và tất nhiên mình Tiết Cận sẽ giành được giải thưởng, nên các cậu cố gắng cũng vô ích thôi. Cậu có bị quan tưởng không vậy Tiết Cận? Tí Dũng về ơi, mình có cái này rất thú vị dành cho cậu nè. Sao cậu thấy cái này không được hả Tí Dũng? Tuyệt về vậy. Y như thiệt luôn vậy đó, mới nhìn vô cứ tưởng là mèo ra không á. Đây mới chỉ là phần đầu thôi. Còn phần thân của nó nữa nè, chứ bộ trang phục này cậu với mình sẽ giành giải thưởng là ít chắc. Thiệt hả? Giành giải thưởng luôn sao? Tất nhiên, mình sẽ ở phía trước còn cậu chui vào đằng sau. Nhớ giả giọng mèo nha. Nhưng lúc mọi người đang tập trung hết ngoài này, mình sẽ lẻn vào phòng của Tí Vua. Thì mình sẽ tạo ra trang phục đáng sợ nhất. Tí Cận đang âm mưu gì vậy ta? Chán quá đi. Nói thiệt chứ trang phục của tụi mình nhìn không đáng sợ chút nào hả? Cậu thấy gì chưa Tí Dũng về? Các cậu ấy sợ đến nỗi bỏ chạy luôn kìa. Trang phục này kinh dị thiệt đó Tí Thợ Mai. Tuy nhiên chưa đủ để làm mình sợ đâu. Còn mình thì sợ muốn xì trâm luôn. Mình sợ muốn chết luôn. Mà nè, mình thấy Tí Cận lẻn vào phòng của Tí Vua, hay là hù cậu ta một trận cho cậu ta chừa luôn đi. Đó, mình cũng muốn cho cậu ta một bài học nữa. Bảo đảm cậu ấy sẽ xì trâm ra quần cho coi. Trẻ của hoa thủy tiên, mật của hoa đỗ quyên, hãy biến ta thành một thứ gì thật là vô duyên. Hình như mình đọc sai thần chú hoặc quên gì rồi thì phải. Hạt của trái dâu rừng còn non, lông của chú thỏ con, hãy biến ta thành một thứ gì thật là mi nhon. Sao tự nhiên thành Tí cô nương vậy chứ? Lần này nhất định phải được một lớp bụi thủy tinh, ánh sáng của thần linh, hãy biến Tí Cận ta thành một quái vật thật là kinh. Nhìn cái gì sợ chưa? Mình đã nói trang phục của mình cực kỳ đáng sợ mà. Bây giờ các cậu đã chịu tin chưa? Không phải là quái vật đâu, đó là Tí Cận. Cậu xì trâm đúng rồi đó Tí Đô. Đúng là đáng sợ thiệt. Cậu làm sao mà hay vậy Tí Cận? Đây không phải là đồ quá trang, mình đã biến thành một quái vật thật sự á. Tức là cậu đã xì trâm phép thuật đúng không? Cậu là đồ ăn gian. Như vậy là không công bằng, cấm dùng phép thuật mà. Mình sẽ xì trâm lại với Tí Vua chặt tay. Bình tĩnh, có gì từ từ nói đi. Cậu đã chính thức bị loại khỏi cuộc thi vì tội gian lận. Nhưng mà làm như vậy thì mới giống quái vật hơn chứ. Hay là vậy đi, mình có một hướng giải quyết thỏa đáng cho tất cả các cậu đây. Mình sẽ giúp các cậu xì trâm thành quái vật thật sự giống như mình. Các cậu thấy vậy được không? Nghe cũng được đó. Nhưng lỡ tụi mình không xì trâm lại như cũ thì sao? Tụi mình có thể trở thành quái vật luôn đó. Tất nhiên là mình đã chế sẵn thuốc giải rồi. Ôi bà làm tôi bất ngờ quá, nhìn bà giống như một quái vật thật sự vậy. Xin chào Tí Vua, mời ông vào trong đây. Ông biết là tôi cũng thích dạ hội quái vật mà, tôi phải mất cả tuần mới làm xong đó. Còn đây là thứ ông đã nhờ tôi làm, nhìn coi đã đúng yêu cầu chưa? Đúng y chang luôn mẹ thiên nhiên, bà khiến cho tôi bất ngờ nữa rồi. Mình sẽ trở thành một con quái vật thiệt là xấu xí. Có con quái vật nào vừa đẹp vừa dễ thương không Tí Cận? Xì cho mình lại như cũ đi, xì cho mình trở lại đi. Chịu khó đợi tới sáng mai nha Tí Điệu. Mình hiểu rồi Tí Dũng về, con quái vật đó chính là Tí Cận biến thành. Thiệt vậy hả Tí Thợ Mai? Nhìn y chang quái vật thiệt luôn, làm mình sợ muốn chết. Quay về làng thôi, mình không thích để cho Tí Cận giành chiến thắng bằng cách ăn gian đâu.
về ơi, tí thợ mai ơi. Không biết là bọn họ chạy đâu rồi ha. Lạ thật á, lúc nãy mình thấy bọn họ chạy thẳng vô rừng mà sao tìm nãy giờ không thấy. Nè nè, các cậu đừng có sợ, là mình nè, tí đồ đây. Dạ tí hoài sĩ nè. Hai cậu kiếm đâu ra bộ đồ quá trang này vậy? Cái này không phải là đồ quá trang đâu, tụi mình là quái vật thật đó. Tí cậu đã dùng phép thuật để biến tụi mình thành như vậy nè. Nhìn đã sợ quá. Cậu sợ là thành công rồi, đây chính là dạ hội quái vật tuyệt vời nhất. Vậy thì máu trở về làng và tổ chức tiệc tùng thôi. Phải đó, tổ chức tiệc thôi. Nhanh lên. Biến thành quái vật thì có gì hay ho đâu chứ. Không xịt trong chút nào. Tới lượt cậu gắn cái đuôi con rồng và bức tranh nè. Cậu cần phải tập chơi trò này nhiều hơn. Anh nè, mình không nhớ cậu là xì trâm nào nữa, nhưng mà cậu có thích ăn kẹo dẻo nướng với mình không? Khi màn đêm văng lối, hỏi các bạn thân yêu, hãy ùa ra chơi đùa cùng bóng tôi. Dậy cất tiếng kêu, những âm thanh nhức nhối, lởn giỡn xung quanh thiệt là phiêu. Hay quá, tí thi sĩ đang kể cho mình nghe một câu chuyện ma đó. Chuyện xảy ra từ rất lâu, tại một nơi không biết là đâu. Có một con ma không tóc không râu, sống trong một khu rừng sâu. Vào một ngày buồn chán, nó đi đến một ngôi làng chầm chậm và nhẹ nhàng, trong tiếng gió rít vang. Nghe, đừng sợ mà, chỉ là một câu chuyện ma thôi, chứ làm gì có ma thiệt mà cậu sợ. Không hiểu sao, một thị trâm bỗng từ từ ngước nhìn lên cao và kêu gào. Ma kìa. Xin lỗi các tí, vì ta phải xì trâm món quà này từ mẹ thiên nhiên nên về trễ. Cái gì đây? Ôi xì trâm ơi, các con đều là quái vật thật sao? Nhưng như vậy thì mới xì trâm mà tí vua. Tí cận à. Chúc mừng dạ hội quái vật thưa tí vua. Món quà mà ngài mang về từ chỗ mẹ thiên nhiên làm con sợ muốn đứng tim và chạy hết nổi luôn rồi. Mà ngài thấy không, trong lúc ngài vắng mặt tụi con đã tổ chức một buổi dạ hội rất chỉnh chu. Tí cận, ta đã dặn con không được sử dụng phép thuật ngừa bái mà. Con xin lỗi thưa tí vua. Và các tí còn lại biết sai mà vẫn làm sao? Con xin lỗi thưa tí vua. Mau xì trâm vào phòng thí nghiệm của ta. Ta sẽ xì trâm các con trở lại bình thường. Tiếp theo. Mình biết rồi, cậu là tí quạo quá đúng không? Ông nói vậy thì cậu là tí nào mới được chứ. Mình đã kể tên hết các tí trong làng rồi còn gì. Mà thôi đi, tí vua sẽ giúp mình xì trâm. Biết cậu là tí nào. Cảm ơn thưa tí vua. Quá giải cho cậu ta trước nha tí vua. Cậu muốn biết cậu ta là tí nào? Nhìn lạ quá, tí nào mà bự dữ vậy? Sao tự nhiên không hiệu quả? Con thử xem được không tí cô nương? Ôi xì trâm ơi, không lẽ đây là quái vật thật sự sao? Cứu mình, cứu mình với. Tí thợ mai, tí dùng về. Đây là quái vật thiệt đó. Chuyện gì xảy ra ngoài đó vậy tí thợ mai? Tí con nương bị quái vật bắt thật rồi. Con theo mình. Mình theo cậu ngay đây tí thợ mai. Còn quái vật đó đã mang tí cô nương chạy vào trong khu rừng rồi thưa tí vua. Nhanh lên các tí của ta, mang theo dây thừng và đuốc. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa đâu. Mình biết cậu chỉ đang hụt hẫng chứ không cố ý bắt cóc mình đúng không? Từ trước tới giờ chắc là cậu rất cô đơn, mình rất muốn giúp cậu. Tí vua của tụi mình rất giỏi trong việc xì trâm những vấn đề khó khăn, chắc chắn là ngài ấy sẽ xì trâm được cậu. Tí thợ mai tí dụng về là mình hết hồn á. Mình ổn rồi, hai cậu không cần phải giải cứu mình đâu. Đợi một chút thôi rồi mình sẽ cùng hai cậu về làng ha. Mèo Ara thiệt nè. Cô nương, con có bị xì trâm gì không? Tránh ra để mình xì trâm con quái vật đó. Khoan đã tí đô. Cậu ấy vừa xì trâm mình khỏi mèo Ara, cho mình phải giúp cậu ấy. Mình nghĩ cậu ấy không hề muốn làm quái vật đâu. Sáng mai mẹ thiên nhiên sẽ đến làng chúng ta. Lúc đó ta sẽ hỏi bà ta, chắc chắn là bà ta sẽ có cách. Bây giờ hãy theo ta trở về làng thôi. Ôi, chào tất cả các tí yêu dấu. Hôm nay ta đến để giới thiệu mọi người về trái bí đỏ ta đang cầm trên tay. Hãy
Yên tâm, đây là trái bí đỏ phép thuật ta mang về từ một nơi rất xa. Và hôm nay nó sẽ thuộc về tí nào thắng cuộc. Và người thắng cuộc đó là... ta nghĩ mọi người cũng biết đó là ai rồi. Tí Thợ Mai và Tí Dũng Dê. Sao đừng có sốt ruột nha bạn quái vật gốc cây. Mẹ thiên nhiên chắc chắn sẽ giúp được cậu. Chắc là tia sét do ta tạo ra tối hôm qua đã đánh trúng vào gốc cây và biến nó trở thành một quái vật. Bây giờ ta sẽ triệu hồi lại tia sét để đánh nó thêm lần nữa và biến nó trở lại như cũ. Mẹ thiên nhiên ơi, hình như cậu ấy rất là hạnh phúc đó. Và từ nay về sau chúng ta sẽ cùng nhau chăm sóc cho cậu ấy. Vậy thì cậu ấy sẽ không bao giờ thấy cô đơn nữa rồi. La 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 la
Atiso trước, sau đó mới tới bông cải, cuối cùng là măng tây. Đó không phải là cách rửa cửa sổ đúng đâu. Nước của cậu không có đủ xà phòng, miếng vải lau cửa sổ cũng không đủ mềm. Để mình chỉ cho cậu một vài bí quyết xì châm nha. Mình ghét bí quyết. Tí vua ơi. Cảm ơn ngài tí vua. Con chỉ đang cố giúp đỡ mọi người làm việc tốt hơn thôi. Ta thấy con đã bỏ bê công việc của mình. Nếu như ta nhớ không lầm thì hôm nay tới lượt con đổ nước vào bình xe cứu quả đó. Dạ đúng rồi thưa tí vua. Con thật sự cảm thấy rất vui khi được góp sức để giúp làng mình làm việc hiệu quả hơn. Như ngài vẫn thường nói là xì trùm là tí cận ngài. Bây giờ con hãy đi xì trùm đầy nước đi. Phải đảm bảo dây được xì trùm thật chặt nha tí khéo tay. Mọi thứ vẫn ổn mà tí cận. Làm ơn đi chỗ khéo. Có vẻ như dây cũng khá chặt rồi đó tí khéo tay. Không còn ai quý trọng một người hàng xóm tốt bụng như mình nữa rồi. Mà không biết hồi nãy tí vua kêu mình làm gì vậy ta? Có phải không? Xì trùm cửa lại, đem hết ngũ cốc vào kho, nhanh lên. Mưa càng ngày càng lớn. Cũng may là sấm sét không đánh trúng nhà của ai. Nhà của mình kìa. Cháy rồi, cháy rồi, cháy rồi. Cháy rồi, dập tắt đi, cháy rồi. Tí cận à, con không xì trong nước vô thùng sao? Con biết là mình đã quên cái gì đó mà. Nhanh lên, xì trong nước lại đây ngay. Mình phải làm sao bây giờ? Đừng lo tí cận ơi, tụi mình sẽ giúp cậu sửa lại ngôi nhà. Tụi mình sẽ xì trong cái mới. Chắc vui lắm đây. Sẵn tiện, cậu xì trùm cửa sổ bên này to hơn một chút để nắng có thể vào trong giùm mình nha. Thêm một phòng ở đằng kia thì thế nào? Và đừng có quên là... Việc xì trùm ngôi nhà tới đâu rồi tí cận? Con nghĩ là cũng tốt thôi tí vua, nhưng con sẽ ngủ ở đâu trong lúc ngôi nhà đang tu sửa đây? Các con thấy đó, tí cận cần một chỗ để xì trùm vài ngày. Có ai tình nguyện giúp đỡ hay không? Cậu có thể ở với mình tí cận. Cảm ơn cậu nha tí khéo tay. Không có gì, mình nghĩ vậy. Nào, đây là phát minh mới nhất của mình. Cái này là máy hái bắp cho tí nông dân. Chà, nó hoạt động sao vậy tí khéo tay? Mình sẽ giải thích sao. Mình trở lại vừa sửa nhà cho cậu đây. Làm gì thì làm nha, đừng đụng vô cái máy đó là được rồi. Một thành quả không tồi, nhưng rõ ràng là nó cần phát triển thêm chút nữa. Mình chỉ xì trùm cái bánh răng này thật chặt thêm một chút nữa thôi. Máy hái bắp của mình. Tí cận, có vẻ như vẫn còn thiếu sót trong đó đó tí khéo tay. Thái độ của cậu như vậy là sao chú?
Tất nhiên là cậu có thể ở cùng mình. Tí Cẩn, cậu thấy bức tranh mới của mình thế nào? Tí họa sĩ vẽ riêng cái này cho mình đó. Nó lột tả được hết các nét quyến rũ của mình đúng không? Mình phải đi thiết kế màu sắc cho căn nhà của cậu. Đừng đụng vào bất cứ thứ gì, để mọi thứ tự nhiên được chứ. Rõ ràng là cần thêm một chút gì đó mà. À biết rồi, cần một chỉnh sửa. Tuyệt vời. Dù gì thì mình cũng đã làm rồi, nên tốt nhất là chỉnh sửa lại toàn bộ luôn. La 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 la. Ôi, mình không thể chờ cho tới lúc được về nhà và ngồi trước cái gương yêu thích của mình, trên cái ghế yêu thích của mình và ngắm nhìn bức tranh yêu thích của mình. Ôi không, ngôi nhà xinh đẹp của mình. Cậu thấy mình sửa lại đẹp không tí điệu? Ôi không, không, không. Hả? Cái này đâu phải ở đây. Mình thấy như vậy cũng đẹp mà. Rõ ràng có vẻ bình thường hơn rồi. Một vài xì trâm trong làng chẳng có con mắt thẩm mỹ gì hết. Cậu làm hỏng cái bánh pudding của mình rồi kìa Tuyết Cẩn. Cần phải thêm chút muối nữa. Không thể được. Bức tranh của mình nằm bị hỏng rồi. Nè, không có vui đâu nha Tuyết Cẩn. Tí Du ơi, con phải làm gì bây giờ? Không có tí nào ở trong làng chịu cho con ở chung hết. Đúng đó, chắc chắn là không rồi. Cậu là vị khách kinh khủng nhất đó Tí Cẩn. Tí Cẩn à, có vẻ như con không còn chỗ để xì trùm. Con có thể xì trùm với ta đó. Tí Du à, con biết là con có thể tin tưởng ngài mà. Ồn ào như vậy, mình làm sao ngủ được đây? Nhìn thú vị thiệt á, không biết Tí Du định làm gì với nó nữa. À đúng rồi, mình biết ngay mà. Tí Cẩn, đây là lần cuối của con. Tí Cẩn, đã tới lúc ta và con phải có một xì trâm thật nghiêm túc để nói chuyện xì trâm một cách thật xì trâm và xì trâm. Con nghĩ là các tí khác đã quá nhạy cảm rồi thưa Tí Vua. Đó không phải là vấn đề Tí Cẩn. Khi con là khách ở nhà xì trâm khác thì con phải xì trâm theo luật của họ, cho dù con không xì trâm với chuyện đó chút nào hết. Nhưng con chỉ đơn giản là muốn giúp đỡ họ bằng kiến thức siêu phàm của con thôi mà. Ồ, ta biết là vậy Tí Cẩn. Nhưng nếu con không chịu xì trâm thái độ của mình thì sẽ không xì trâm nào trong làng muốn mời con làm khách. Vậy thì mình sẽ xì trâm vào rừng sống một mình luôn cho khỏe. Và rồi bọn họ sẽ phải hối hận. Cái hang này nhìn cũng được đó chứ. Xin lỗi nha, ta không biết là hang này đã có người ở. Mày sẽ không phiền nếu như ta ở lại đây chứ? Tốt, vậy ta sẽ coi nơi này như là nhà của mình. Rõ ràng là sống với mày sẽ dễ dàng hơn mấy xì trâm khác mà ta biết. Ta chắc chắn như vậy luôn á. Mày hãy thử tưởng tượng mà coi, bọn họ đã dám ném ta ra khỏi nhà. Tất cả những gì mà ta làm chỉ là để giúp đỡ mọi người thôi. Nhưng ta vẫn không thể ngờ là ngay cả Tí Vua cũng đứng về phía họ. Nhiều lúc ta nghĩ lại thấy buồn quá. Tại sao mình luôn là người phải chịu cay cú trong tất cả mọi chuyện chứ? Đây là cơn bão xì trâm nhất mà ta từng xì trâm. Có tin tức gì về Tí Cẩn không? Thật Tí Vua ơi, Tí Cẩn không có mặt ở nơi nào trong làng xì trâm hết. Chắc là cậu ấy đã bỏ đi như những gì mình nói rồi. Tí Cẩn đang xì trâm trong cơn bão này sao? Cạc tí của ta, chúng ta phải lập đội tìm kiếm và đi tìm Tí Cẩn ngay. Tí Cẩn ơi, thật trớ trêu, trong khi mình ngồi đây và lạnh cống thì các tí khác lại được sưởi ấm trong nhà của mình. Sao lại như vậy chứ? Có lẽ là mình đã nợ mọi người một lời xin lỗi. Nhưng tốt nhất là nên để chuyện xin lỗi tới sáng mai. Hả? Hoặc là đi khỏi đây ngay bây giờ. Tí Cẩn không có ở dưới sông Tí Vua ơi. Vậy chúng ta nên đi xem cái hang. Tí Vua ơi, Tí Vua ơi, nhìn kìa. Dấu chân xì trâm. Đi theo ta. Rõ ràng là Tí Cẩn không còn ở đây nữa rồi. Đi thôi Cát Tí. Chúng ta nên bị lấp đường rồi. Cát Tí. Tí Vua ơi, Tí Vua ơi, ngày ấy có sao không? Mình không biết. Giúp mình một tay đi, nâng khúc gỗ này lên. Tí Vua ơi, làm ơn tỉnh lại đi.
Trước tiên mình nên xin lỗi Tí Tham Ăn. Tí Tham Ăn ơi, Tí Tham Ăn, Tí Tham Ăn, Tí Điệu ơi, Tí Điệu, Tí Vua ơi, có ai ở nhà không? Ủa, sao ở trong làng này không có một bóng người vậy nè? Tí Cận ơi. Hả? Ồ, may quá, các Tí cùng nhau ra ngoài để đi tìm cậu đó. Ồ, xin chào Tí Cận, cậu đang ở đâu vậy? Nè, nhà Tí Vua đâu rồi? Đáng lẽ giờ này họ phải về rồi chứ. Nhóm của ngài ấy đi về phía dòng sông và hang núi. Hang núi sao? Thôi chết rồi. Nếu như họ đi vào hang núi của mình, có lẽ họ sẽ gặp rắc rối to đó. Đi theo mình. Nhanh lên. À, nhanh kìa, cút cổ sắp cậy. Ô không, không, Tí Vua ơi, Tí cô nương ơi, có ai ở trong đó không? Lên tiếng đây. Có, tụi mình nè. Bây giờ Tí Vua đang bị thương, còn hang động thì sắp sập tới nơi rồi. Chúng ta phải cứu họ thôi. Các Sì Trâm, đào mau. Chúng ta sẽ không thể nào đào kịp lối ra đâu. Mình phải tìm một đường khác để vào thôi. Một cái hang khác nè. Chắc là được đó. Có lẽ nó sẽ dẫn tới cái hang kia. Nhanh lên, nhanh lên. Có nhiều lối đi quá. Vậy thì biết tới chừng nào mình mới tìm được họ đây. Làm ơn, bạn của ta đang gặp nguy hiểm. Mày phải dẫn ta tới chỗ họ ngay. Hết hy vọng rồi. Tí Cận kia. Lối này nè, nhanh lên. À, phải nhanh ra khỏi đây mau. Không kịp rồi Tí Vua ơi. Nhìn mọi người, giờ có trong đó. Mấy cậu làm ơn xì cho mình một tay, thay vì đứng đó có được không vậy? May quá, họ không có sao hết. Tí Cận, ốc nhanh nhạy của con đã cứu mạng chúng ta đó. Lần này thì cậu đúng là rất thông minh đó, Tí Cận. Cảm ơn Tí cô nương, đó là nhờ mình đã suy nghĩ chính xác. Và bản thân mình đã học được một bài học rất có ích và cần thiết về việc làm khách như thế nào ở nhà của người khác. Thiệt vậy sao? Được rồi, giờ thì mình đã trở thành người hùng thật sự của ngôi làng Sì Trâm rồi. Vì vậy mình mong là mọi người sẽ coi việc mình tới nhà làm khách là một vinh dự. Bên cạnh đó, mình mong là tất cả chúng ta đều học được một bài học sau chuyện lần này. Nhưng mình vẫn thường nói với Tí Vua rằng chỉ cần chúng ta... Thật là xấu hổ, đúng là không chịu học hỏi gì hết mà. Ước gì họ nhanh hơn một chút. Được rồi, các bạn Sì Trâm nhỏ ơi, chúng ta hãy bắt đầu công việc thôi. Giờ chúng ta đã có một quyết định quan trọng cần phải Sì Trâm. Và với tư cách là trợ lý thường trực của Tí Vua, câu hỏi là chúng ta sẽ tặng gì cho Tí Vua vào ngày của cha vậy? Ngày của cha mỗi năm chỉ có một lần, nên nó phải là cái gì đó thật Sì Trâm mới được. Mình nghĩ Sì Trâm một cái gương là rất hợp lý. Ủa? Mình nghĩ một cái bánh thì sẽ tuyệt hơn nhiều đó. Vậy một bức chân dung, đó sẽ là món quà ý nghĩa nhất. Tí Vua đã có rất nhiều những thứ đó rồi. Tủ đồ của ngài ấy chật ních luôn. Vậy phải tặng gì cho một Sì Trâm đã có mọi thứ đây? Các cậu giữ trật tự. Mình biết tặng gì cho Tí Vua nhân ngày của cha rồi. Thiệt sao? Mình nghĩ đã tới lúc Tí Vua cần có một cái mũ mới. Một cái mũ mới. Thật là một ý tưởng Sì Trâm đó, Tí Thở Mai. Nó nhất định phải là một cái mũ tuyệt tác. Có chuyện gì vậy? Ngày của cha hả? À đúng rồi ha. Thì ra là hôm nay. Tụi con đã chuẩn bị cho ngài một món quà rất là Sì Trâm đó Tí Vua. Con muốn nó thật bền để không bao giờ bị bạc màu. Còn con thì muốn nó phải thực tế để bảo vệ ngài khỏi ánh nắng. Dĩ nhiên là nó phải có màu sắc thật tươi sáng. Và một phần có thể ăn được. Tí Vua ơi, đây chắc chắn là một sản phẩm tốt nhất của con. Nó còn có túi, nên ngài có thể đem theo đồ đạc nữa. Ngài hãy nhìn những cái gương đi, là ý của con đó. Ngài thấy là nó cũng rất vui nhộn phải không, Tí Vua? Ôi, Tí Vua ơi, cái mũ này thiệt là hợp với ngài. Ồ, nó đẹp thật nha. Ôi, cảm ơn các Sì Trâm nhỏ của ta, nó thật sự ngoài sức mong đợi của ta. Quá tuyệt vời, có phải vậy không mèo Ara? Lũ Sì Trâm xanh lét đó sẽ sớm vô nồi súp của ta thôi. Chỉ còn một vấn đề nhỏ là chưa có mồi mèo Ara ơi.
Bây giờ hả, ta phải tìm một thứ gì đó để dụ lũ xì trung đáng thương đó lọt vô bẫy của ta mới được. Cố gắng làm sao cho nhanh lên đi, tí vừa sẽ tới đây bất cứ lúc nào đó. Xong, như vậy chắc đã ổn rồi. Mấy cái cọc đã xong hết chưa các con? Dạ xong hết rồi tí vua ơi. À, tốt tốt à, để ta nhìn thử coi. Ui, tí vua, mũ của ngài rớt rồi kìa. Ôi xì trâm ơi, ta bất cẩn quá. Ngài đừng có lo mà tí vua. Tụi con đừng, sẽ giúp đừng đó. Các xì trâm nhỏ, đừng, dòng nước đang chảy rất mạnh kìa. Bực mình thiệt đó mèo Ara. Khi cần thì chẳng đào đâu ra một quả mọng xì trung nào hết. Mà giờ không có nó thì lấy gì làm mồi đây chứ. Nó kia rồi. Đừng để nó trôi đi. Xì trung kìa mèo Ara. Ta thấy tụi xì trung và chúng đang ở ngoài bờ sông. Và chúng đang đuổi theo một cái mũ. Nhanh lên mèo Ara, đi bắt chúng mau. Ôi trời ơi không. May là tụi con đang ở gần con sông đó thưa tí vua. Dạ, chứ không thì ngài mất tiêu cái mũ luôn rồi. Như vậy thì sẽ xấu hổ lắm. Ta sẽ không biết ăn nói sao với các con. Gió ở trên trời, gió từ đâu tới? Bay qua đây đi, thổi cái mũ này cho rồi. Cái gì nữa đây con mèo khờ khảo? Có phải là mình xì trâm làm không? Cái này là sao đây? Hình như tí vua làm rớt nó rồi đó. Chắc tí vua đang rất buồn rầu vì ngài không biết nó mất ở đâu. Vậy chúng ta phải đem nó về cho ngài ấy thôi. Tí vua chắc chắn sẽ rất mừng cho mà coi. Tí vua ơi, cái nón xì trâm tuyệt vời của ngài đâu rồi? Ôi mất rồi, tí cô nương mất tiêu rồi. Tại ta không để ý nên có một cơn gió mạnh đã xì trâm nó bay tuốt luôn. Con với tí nông dân trên đường đi làm thì cái mũ tuyệt tác của ngài thình lình xuất hiện luôn đó. Cảm ơn tiên họa sĩ, ta rất bất ngờ vì con đã tìm được cái mũ tuyệt vời của ta. Ôi rồi ngạc nhiên quá. Thật thú vị là loài quạ có thể dùng gần như bất cứ thứ gì để làm tổ. À phải rồi, ta nên giúp đỡ anh bạn Long Vũ này một tay chứ. Hay nói cách khác là cho nó mượn cái mũ này. Bây giờ thì ta tin là lần cuối ta nhìn thấy cái mũ tuyệt vời này rồi. Xin Trâm ơi, tí vua, cái mũ của ngài đâu mất tiêu rồi? Ta đang chập mắt một chút trong rừng và trước khi kịp nhận ra thì có một con quạ lướt qua gấp luôn cái mũ xinh đẹp đó đi mất rồi. Tí vua ơi, điều đó thật là kinh khủng. Chỉ còn một cách thôi thưa tí vua, tụi con sẽ lập một đội tìm kiếm để đi tới chỗ con quạ đó. Ồ, nếu vậy thì còn gì bằng. Cái ta cần ở đây là mồi nhử đó mèo Ara. Chúng ta phải nhử được bọn xì trung bốc mùi đó dính bẫy. Đưa cái mũ đó cho ta, đừng có thứ nhiều lông. Ta không hiểu lũ xì trung đó hứng thú gì với cái thứ quái đản này, nhưng ta chắc chắn có thể lấy nó làm mồi dụ xì trung. Để ở đó được rồi, vậy là quá ngon lành. Đúng như lời ta nghĩ mèo Ara, bọn chúng tới rồi. Trời ơi, ta thích cái mũ điên khùng này quá. Nè mấy bạn xì trâm ơi, cái mũ ở đằng kia kìa. Một ngày cực vui, nhờ có cái mũ đó tối nay ta được ăn xì trâm rồi. Sao nào lão cảm ơn. Ít ra ông hãy để lại nó cho tí vua đi nha. Đó là món quà quý giá mà ngài ấy yêu thương. Thiệt vậy sao? Vậy thì ta nên đem nó về nhà luôn. Và khi tí vua đáng quý tới đó để giải cứu lũ da xanh gớm ghiếc các ngươi, có lẽ hắn sẽ tiết lộ thêm cho ta biết về bí mật của cái mũ có vẻ tuyệt vời này. Dạ. Đáng lẽ các xì trung nhỏ của ta phải về từ lâu rồi chứ. Anh Vũ, chúng ta kiểm tra một vòng. Không thấy bóng dáng của một xì trung nào hết. Khoan, ta đã thấy có cái gì ở dưới kìa. Nhìn thử đi anh Vũ, đây là cái gương đính trên mũ của ta. Nếu như tao đoán không lầm thì những thứ dương dãi quanh chỗ này nhìn như là một loại bẫy nào đó. Mà cái mũ của ta ở đây làm gì chứ? Phải rồi xì trung ơi, một cái bẫy. Với cái mũ của ta thì chỉ có thể là lão gà mơn. Nhanh lên anh Vũ, không còn nhiều thời gian đâu, nhanh lên. Ta đã đoán không sai rồi anh Vũ, lão gà mơn đã bắt các xì trâm nhỏ của ta rồi. Ta nghĩ lẽ ra tí vô của các ngươi phải tới đây rồi chứ. Ta ghét lũ xì trâm tới trễ giờ ăn lắm đó nha. Ngài tí vô không biết chúng tôi đang ở đây đâu, có chờ cũng vô ít thôi à. Ngài ấy, ý tí dụng về là tí vô sẽ có thể tới trễ. Nhưng thật sự nếu ông muốn đợi thì chúng tôi cũng không sao đâu. Khi không tìm thấy các ngươi ở trong rừng, hắn sẽ biết cần phải đi đâu tới để lọt vô tay của ta.
Xin chào lão Gà Mên. À, ông chưa ăn tối là muốn đợi tôi chứ gì? Ta biết là trước sau gì thì ngươi cũng tới đây thôi mà. Ồ, đúng là một người thông minh đó lão Gà Mên. Bây giờ làm ơn trả lại cái mũ cho ta để ta còn về. Trả mũ lại cho ngươi à? Tức là ngươi không muốn giải thoát cho đám xì trung tội nghiệp của ngươi hả? Tùy ông thôi, nhưng mà tôi thật sự muốn lấy lại cái mũ của mình. Nó là một cái mũ cực kỳ đặc biệt. Ngươi, tức là ngươi, thà lấy cái mũ còn hơn là cứu tụi xì trung hả? Trời ơi. Nếu như phải lựa chọn thì tôi phải chọn cái mũ. Mình không nhận ra là tí vua lại thích nó tới mức đó. Im đi, cái đồ lũ xì trung lộn xộn. Được rồi tí vua, ta muốn bàn về cái mũ của ngươi. Sao nó lại đặc biệt dữ vậy hả? À, tôi đâu có định nói là nó có mà. Người đã nói có mà. Người đã nói là cái mũ nó cực kỳ đặc biệt rồi. Đó là một cái mũ phép thuật chứ gì, có đúng không tí vua? À, lão Gà Mên, ta đâu có nhắc gì tới phép thuật đâu chứ. Ta biết rồi mà, đừng có chối nữa. Chắc chắn đây là mũ phép thuật. Được rồi tí vua thân mến ơi, nói ta biết nó hoạt động ra sao, mau lên đi. Không, ta sẽ không bao giờ nói. Ta yêu cầu ngươi nói ta biết cái mũ này hoạt động như thế nào. Không thì ta sẽ ăn từng đứa xì trung đáng thương ngay trước mặt ngươi cho mà biết à. Lão Cảm ơn, ta yêu cầu ông bỏ cái mũ của ta xuống và nhớ cẩn thận. Dù có làm gì thì cũng đừng xoay vòng tròn đó nhớ chưa. À, thì ra là vậy, ta sẽ thử xoay tròn. Dạ. Ta cảnh báo ông đừng có ước gì hết. Ta biết rồi, ra là vậy hả, cứ xoay vòng tròn và nói ra điều ước. Ôi, ông thật sự quá thông minh so với ta, lão Gà Mên à. Ước có vàng, có thiệt nhiều kim cương, tiền bạc, sự nổi tiếng, luôn may mắn, răng trắng hơn, không còn mụn nhọt nữa, không còn xì chung nữa, không còn xoay vòng tròn nữa. Ôi trời ơi, cái đầu của ta, trời ơi, sao nó cứ quay mòng mòng. Lũ xì chung mèo ra, lũ da xanh gớm ghiếc đó đã trốn thoát rồi. Ta đã bị lừa rồi, cái mụ ngớ ngẩn này không hề có phép thuật gì hết. Mèo Ara ơi, chắc ta sắp bị bệnh tới nơi rồi. Chà, các xì trung của ta ít ra thì chúng ta đều đã được an toàn. Chỉ hơi đáng tiếc cho cái mũ tuyệt vời. Xì trung ơi, tí vua, cái mũ của ngài đã trở về rồi kìa. Có lẽ mình nên thêm một sợi dây lên dành mũ cho chắc. Hoặc mình có thể làm cho nó nhỏ hơn một chút. Thôi, không cần phải làm như vậy đâu. Như con vẫn thường nói thưa tí vua, cái mũ á sẽ luôn trở về với chủ của nó. Và trong những tình huống rất là phi thường như vậy thì phải nói là lần này mình đâu có nói gì sai đâu. Tí vua ơi, tụi con đang rất nóng lòng nhìn thấy ngài đội nó lên một lần nữa. Không, cái mũ này quá sức quý báu để ta đội nó thêm lần nữa. Nói cho cùng thì nó đã cứu chúng ta khỏi lão Gà Mên. Ta nghĩ tất cả mọi người nên trân trọng và giữ gìn nó. Tí khéo tài, ta muốn còn làm giùm ta một chuyện. Tí khéo tài, con đã làm rất tốt vì đúc được một cái mũ đẹp. Con cảm ơn tí vua. Tí vua ơi, nhìn nó thiệt là lộng lẫy. Đúng là một tuyệt tác và rất hấp dẫn. Các xì trung nhỏ của ta giờ mỗi lần nhìn thấy cái mũ này thì nó sẽ gợi nhớ lại lần trốn thoát may mắn khỏi lão Gà Mên. Đây thật sự là cái mũ cực kỳ đặc biệt. Tí vua ơi, nó giúp ngài trở nên rất là nổi bật. Nó có điều gì đó rất là xì trâm gì đó. Cả hai cậu đều hoàn toàn đúng á. Và mình có một ý kiến rất xì trâm. Chúng ta sẽ làm cho tí vua một cái mũ mới. Ông không bao giờ dẫn tôi đi đâu hết đó. Bà lúc nào cũng bận rộn nói chuyện với cái gương thần, còn thời gian đi đâu nữa chứ. Chừng nào thì ông mới chịu đi mua cho mình cái chổi mới đi hả? Chừng nào bà sẽ hư cái chổi cũ đã. Nơi này bề bộn quá trời luôn nè. Mỗi lần ông dẫn bạn bè tới đây, sau khi họ về đều trở thành như vậy hết đó, còn hỏi nữa hả? Nếu ông biết điều thì hãy vui lòng ra khỏi chỗ này một lát đi. Tại sao ông không lo đi giặt quần áo hả? Rất sẵn lòng. Không phải giờ chơi đâu Tháp. Thấy bọn ta bận hơn hả? Sao không ra ngoài tìm bạn mà chơi chung đi?
Thật là không tốt khi Tháp không có một người bạn nào. Chúng ta nên tạo một người bạn cho nó đi. Bà đừng có đánh trống lảng. Lúc nãy chúng ta tới đâu rồi? Tới lúc tôi biết ông Thành con cóc đó, không nhớ sao hả? Thật quá đáng. Ôi, một con cóc không thể thiếu một cây dù đâu nha. Vậy sao? Đúng vậy. Được lắm. Vậy thì sao hả? Đồ phù thủy ngớ ngẩn. Đồ phù thủy ngu ngốc, tôi sẽ cho bà thấy. Được rồi, ha ha, đồ ngốc. Vậy hả? Coi lần này bà né được không nè. Xem thử coi. Rồi, ông con làm tiếp đi. Bà sẽ biết tay tôi. Xì Trâm nói cho mình. Không, xì Trâm cho mình đi. Xì Trâm nói cho mình đi. Xì Trâm mình nè. Cậu đâu qua đây nè. Thôi nè, xì Trâm cho mình. Tội nghiệp, người xì Trâm từ đâu tới? Cẩn thận đó Tí cô nương, nhìn nó rất là nguy hiểm. Đừng có đa nghi, nó không có hại mình đâu. Người sống ở đâu vậy? Người ở rất xa nhà của người đúng không? Mắc cười thiệt, nó muốn chơi banh xì Trâm đó. Ai mà chẳng muốn. Bắt đầu đi Tháp, hãy xuống một cú thật đẹp vô nào. Không sao đâu Tháp, người vẫn sẽ chơi chung với bọn mình. Chừng nào tụi mình tìm được cái banh xì Trâm. Ôi, dơ bẩn quá đi, mình không thể đứng soi gương được nữa. Vậy còn cái banh nó đâu rồi? Chắc là mất rồi, có lẽ đào bới cũng tìm không ra đâu. Tháp, mà còn chuyện này nữa, khi nào thì ông mới chịu đem dẹp bỏ quả cầu rồng hy ra đáng sợ kia đây hả? Tôi không muốn có bất cứ vật nguy hiểm gì ở trong nhà, ông có biết chưa? Nguy hiểm hả? Quả trứng này chỉ nở ra nếu có ai vô tình đá vào nó mà thôi. Ôi, nhìn nó thật là đẹp. Giải thưởng đầu tiên của cuộc thi khiêu vũ. Ôi, chúng ta thật là tuyệt vời. Phải, chúng ta đương nhiên là tuyệt rồi. Sewin là bản nhạc của chúng ta đó. Ôi, bước chân của bà vẫn nhẹ nhàng như lần đầu chúng ta gặp nhau. Ui da! Và tôi thì vẫn nặng nề như trước. Tôi có một ý kiến tuyệt vời này nè. Hãy quay trở lại cái nơi hẹn hò đầu tiên mà chúng ta đã gặp nhau đi. Ôi, thật là một ý kiến tuyệt vời, Talula. Ôi da! Ông không bị làm sao chứ? Tôi ước gì Tháp biết mang đồ chơi của nó ra ngoài. Bây giờ mình đi thôi em yêu. Theo mình nghĩ là trái banh nó đã mất thiệt rồi đó. Mất banh rồi thì đâu có chơi banh xì Trâm được nữa đâu, đúng không? Mình ghét chơi banh xì Trâm mà không có banh. Đây là trái banh xì Trâm nhất mà mình từng chơi đó. Bây giờ hãy tiếp tục chơi thôi nào. Hãy chuẩn bị đón cú sút ngàn cân. Các con đây rồi, các tí của ta. Hôm nay các con xì Trâm như vậy là đủ rồi. Đã tới giờ ăn trưa, sau đó là làm việc. Tháp hả? Xin chào ngươi, ngươi thiệt là mau lớn quá. Tí vừa biết Tháp luôn hả? Phải, ta biết Tháp khi nó mới có chừng này. Nói cho ta nghe Tháp, Talula và Sewin thế nào? Vẫn luôn cãi nhau hả? Có vẻ như họ không thay đổi chút nào. Ý của ngài là họ cãi nhau suốt ngày hả? Phải, nhưng cũng không hoàn toàn là như vậy đâu. Nè Tháp ơi, xì Trâm không bao giờ cãi nhau. Cậu có chắc không nhở? Đương nhiên rồi. Không hề. Chúng ta không có. Từ tí vua, Tháp ăn với chúng ta có được không? Tại sao không cho tí cô nương? Ta hy vọng rằng ngươi sẽ không xì Trâm tới chuyện gì. Rắc rối. Ôi Sewin, nơi đây thật là lãng mạn. Đúng vậy, nơi chúng ta lui tới trước đây lúc nào cũng tuyệt vời hết. Tặng tôi hả? Thôi đi, ông không cần phải nịnh vậy đâu. Ôi, thật là đáng ghét. Thôi mà ông. Chúng ta đi tới đây để có phút giây thoải mái mà.
Vậy mà mặt trời đã phá hủy hết mọi thứ kìa. Mà coi đi. Vậy thì tại sao bây giờ chúng ta không trốn vào cái hang dễ thương ở trên kia cho tới khi thời tiết đáng ghét này qua đi? Ờ phải ha, đám dơi và nhện trong đó chắc là rất hiếu khách đó. Cảm ơn đó, mà để xin cơm dâu đây. Nhìn khác thì nó có vẻ rất là ngon miệng á. Ờ, không những vậy nó còn ăn rất nhiều nữa. Ồ, đương nhiên rồi, tí dụng về. Nó vốn là như vậy. Khát rất vui rồi tí vừa. Còn ước gì cậu ấy đùng đi. Coi kìa Tháp, Selwyn và Tatula chắc là đang lo lắng về ngươi. Ta hiểu Tháp, nhưng mà họ rất thương yêu ngươi. Họ không thể quan tâm ngươi hoàn toàn được, bởi vì hai người họ rất yêu nhau. Vậy mới đúng cậu bé. Ta nghĩ tốt nhất ngươi nên xì trung về lâu đài cãi nhau. Tháp ơi, mình xin lỗi nha. Cậu vẫn chưa được chơi banh xì trung. Ta hiểu rồi. Ta nghĩ rằng sẽ hợp lý hơn nếu hãy khoan bắt tay vào làm việc để chơi banh xì trung. Nhớ là chỉ chơi một chút thôi. Dạ, biết rồi. Ôi, em biết không em, Tallulah, tối sau hai ta khắc khẩu với nhau bao năm qua. Ôi, Selwyn, ngày hôm nay vì cảnh xung quanh quá đẹp xinh, hòa giải chuyện chúng mình. Vợ yêu đang bên ta, trời ơi, xinh sao? Xinh hả? Ôi, Selwyn, anh hôm nay sao khéo nịnh, làm tim em cũng rung rinh. Thời gian chẳng làm phai nhan sắc của em. Ôi, bóng tối lại kéo tới đây thêm một lần nữa kìa. Được, để em tạo ra một chút ánh sáng trong cái hang này. Cho mình đá được không tí đâu? Sao lại không chứ, tí dụng về, cậu hãy đá trước đi. Có lẽ nên để cho Tháp đá đầu tiên, dù sao đây là banh của nó mà. Xì trung đã cắt đi, Tháp đâu rồi? Không, cái thị quái vật đã ăn mất rồi. Còn quái vật sắp ăn chúng ta rồi kìa. Tí vô, tập hợp cắt tí lập đội cứu hỏa. Dạ được, thưa tí vua. Bắn nhanh lên. Thôi chết rồi, quả cầu trồng Hydra bị mất tiêu rồi. Mất rồi, không thể nào. Chắc là nó chỉ ở xung quanh đây thôi, ông tìm thử coi. Nó đây rồi. Chờ một chút. Đây không phải là quả cầu, mà là trái banh của Tháp. Ôi không, chắc chắn là Tháp đã mang quả cầu rồng Hydra đó ra ngoài chơi rồi. Ôi Selwyn, nếu như có chuyện gì không hay xảy ra với Tháp, em không bao giờ tha thứ cho mình đâu. Chúng ta phải đi tìm Tháp. Ôi thật khủng khiếp. Hãy xì trong nước vào quái vật. Hết nước rồi. Tôi đã nói với ông là chúng ta nên đi về phía bên trái của ngọn núi rồi mà. Tôi thì nghĩ là chắc chắn là hướng này nè. Cứ kiểu này thì chúng ta không thể nào tìm được Tháp đâu. Hãy cẩn thận con yêu. Chúng ta đã thành công rồi. Phải, hai cái đầu thì vẫn hơn ba cái chứ. Tháp, người không sao chứ? Ôi, Tháp yêu dấu của ta. Hãy nhìn họ kìa. Xin chào Selwyn, xin chào Tallulah. Xin chào anh bạn Tí Dùa. Ôi, Tháp ơi, mẹ nghĩ là bây giờ con cần phải ăn một tô cháo sâu bọ thật nóng để bồi dưỡng sức khỏe đó. Phải, nhưng mà món khoái khẩu của Tháp là bánh thịt dơi, em cũng biết mà. Là cháo sâu, anh yêu dấu à. Chúng tôi đi đây, tạm biệt Tí Dùa. Tạm biệt Tháp, nhớ ghé thăm làng xì trâm nha. Bánh dơi mới là món ngon tuyệt nhất. Tạm biệt nha, Tí Dùa. Tạm biệt Tháp. Tạm biệt.
cháo sâu, Seo Quyền yêu dấu. Bánh dơi. Cháo sâu. Bánh dơi. Cháo sâu. Bánh dơi. Món cháo sâu. Món bánh dơi. Món cháo sâu. Bánh thịt dơi.